hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán lại tiếp tục là mình đây thì ngày hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục là tổng hợp là thị trường để chia sẻ cho mọi người à, để chúng ta có những cái cổ phiếu nào để chúng ta tham gia à, thì như vậy thì chúng ta thấy là thị trường ngày hôm nay với cái sự hưng phấn ngay đầu phiên khi có tổng thống mỹ joe biden đó thì cũng qua việt nam và ông ta làm cho thị trường ta rất là xôn xao cho buổi sáng À, nhưng mà khi tới uh, phiên chiều thấy là có một cái áp lực bán rất rõ ràng. Đó các anh chị bạn. Rồi, à, thì mình nghĩ là ngày hôm nay thì uh, thị trường của chúng ta rất là đặc biệt. Thì các bạn có các anh chị thấy là ngay khi mở cửa, mình nghĩ là trong cái phiên ATO mở cửa ra chưa có gọi là hết phiên ATO thì mình thấy là thị trường ta tăng được hơn 10 điểm. Hơn 10 điểm ha. Mình nhớ có chụp hình lại thì uh, thị trường rất rất là xanh sao. Thì kết phiên thì mình thấy là thị trường ngày hôm nay À, giảm điểm khá là mạnh đó thì giảm tới uh, 17,85 điểm tương đương với 1,44%. Và cái thanh khoản cũng rất là đột biến đó. 32 133 tỷ. Đó thì các bạn và các anh chị thấy là thanh khoản cũng khá là lớn đó. Và gần như là thị trường của chúng ta với những cái mã giảm điểm rất là áp đảo, chúng ta thấy là có tới 400 46 mã giảm với 10 mã giảm sàn. Đó, thì chúng ta thấy trong đó có những cái mã mà có bị gọi là vào cái gì đình chỉ. Rồi, à như vậy thì hiện nay là có chỉ có 85 mã tăng thôi và 4 mã tăng trần và 39 mã đứt giá. Còn với lại à, V50 thì các bạn các anh chị thấy là giảm mạnh hơn. Đó, giảm 18.43 điểm tương đương với là 1.48% và thanh khoản thì mình nghĩ là thanh khoản của trong lúc giảm điểm như này đối với bên thì mình nghĩ là khá là nhỏ nha đó thì các bạn các anh chị thấy là 11.621 tỷ mình nghĩ là tương đối là nhỏ chỉ bằng 1 phần 3 thôi mình nghĩ là gần như 1 phần 3 so với lại VN, VNS rồi và chỉ có 3 mã gọi là tăng và 30 26 mã giảm và một mã đứng giá thì các bạn thấy là những cái nhóm mà như là hôm nay mình thấy tăng khá là mạnh như SAB cũng tăng mạnh nè. Đó, Vix thì đầu phiên cũng tăng trở lại nhưng mà cuối phiên thì cũng giảm điểm và đứng giá. Ừ. Hôm nay đa phần là giảm chỉ có một cái duy nhất là Vbằng, Vbằng ha. mà tăng. Rồi, chúng ta cùng nhìn vào về thanh khoản thì mình nghĩ là thanh khoản rất là đột biến rồi các chị bạn nha. Rồi tự doanh thì mình nghĩ là giờ này mình cũng chưa có cập nhật được. Đó rồi chúng ta nhìn qua về uh, nước ngoài thì các bạn có các chị thấy là những cái phiên tăng á. thì những cái tăng thì các bạn có chị thấy là những cái lúc vượt đỉnh rồi. rồi mình thấy là nước ngoài bán rất là mạnh mình nghĩ là nước ngoài bán cực kỳ mạnh đó. rồi trong uh, phiên vừa rồi thì uh, cũng mua rồng mình nghĩ là mua rồng không bao nhiêu cả nhưng mà tới phiên hôm nay mình nghĩ là bán rất là mạnh liên tục bán không? bán tới cuối phiên chiều bán nhiều hơn thì các bạn có các chị thấy lực là như là hòa phát uh, si uh, Vinhome kbc rồi những cái uh, chứng chỉ quỹ rồi STB bán cũng khá là mạnh nha các bạn Đó, Đặc biệt mình thấy là bán mạnh như hòa Phát, SI, Vinhome, KBC Rồi à, tác động với thị trường thì các bạn thấy là có S, SAB rồi. rồi Hôm nay tăng khá là mạnh nè Và có những cái cổ phiếu như OCB, VBank, PLX, BVT Đó, VCI là Bbank và Này như là B Hà Nội nè các bạn À, BHN. rồi à, những cái cổ phiếu mà ảnh hưởng mạnh thì các bạn thấy là như là vinhome Vietcombank hòa phát gvr masan novaland novaland cuối phi gì sàng thì các bạn thấy là những cái phiên mà đua giá thì các bạn thấy rất là căng rồi, những cái cổ phiếu như techcombank bid thì chúng ta cũng sẽ review lại một số ngành nghề để cho bạn có chị đánh giá thì các bạn có chị thấy là hôm nay giảm mạnh như thì có về các cổ phiếu bất động sản Đó, rồi hóa chất xây dựng à, ngân hàng ừ, rồi những cái nhóm chứng khoán à, chứng khoán thì cũng không có giảm điểm nhiều lắm mình nghĩ là chứng khoán với thị trường giảm một phần trăm mà dòng chứng khoán cũng chỉ giảm đâu đó ừ, dưới một phần trăm không dưới một phần trăm mình nghĩ là dòng chứng khoán cũng đang khá là mạnh à, thì, thì à, chúng ta cũng sẽ nhìn về dòng chứng khoán sẽ như thế nào rồi thì dòng chứng khoán mình đánh giá là đây cũng khá là mạnh ha à, giảm nếu mà so với thị trường thì các bạn có các chị thấy là nhóm chứng khoán là cái nhóm mang tính chất thị trường nhất Ờ, nhưng mà khi thị trường giảm mạnh trên 1,4% như vậy, nhưng dòng tất cả dòng trong cái dòng chứng khoán thì chỉ giảm đâu đó gần 1% thôi, 1% hơn tí. Thì à, như cổ phiếu như SI này cũng không giảm nhiều, đúng không các anh chị mày Đầu ngành. Rồi mình coi VND, VND cũng giảm có 1,1% thôi, cũng không có nhiều. À, HCM gần như là đứng giá luôn các bạn, không? À, đứng giá. Rồi s cũng đứng giá rồi ha à, như vậy chúng ta thấy là dòng chứng khoán hiện tại cũng khá mạnh ha gần như là đỏ trên toàn sàn cũng không có nhiều mã tăng à, cũng không có nhiều mã tăng lắm các bạn nhưng các nhóm ngành gần như là đỏ rồi chúng ta nhìn vào tổng hợp với thị trường thì các bạn một anh chị thấy là như là mình chia sẻ với mọi người đó à, thì mình nghĩ là mình có với những cái chia sẻ các bạn các anh chị Đây, mình nghĩ là cái này mình chia sẻ rất là lâu rồi à, Chứ cũng không phải mới đây à, Thì cho nên là mình nghĩ là Về cái đà tăng Các bạn thấy là cái đà tăng về thị trường Có vượt đỉnh đi nữa Các bạn thấy không Tiếp cận lên cũ à, Thì mình nghĩ là vượt đỉnh đi nữa Sau đó nó cũng bị điều chỉnh thôi Đúng không Thì về cơ bản thì Cái vượt đỉnh đó Là mình chia sẻ với các anh chị bạn Trong khách hàng của mình là bán Đúng không Thì trước tiên không cần làm gì cả Cũng Có cổ phiếu rồi Mình nghĩ là canh bán Để mà mình cân bằng cái tài khoản của mình đó, phải có tiền. Thì như vậy thì khi bán như vậy. Đó, thì như vậy, các bạn thấy là về những cái nhịp rũ như này, đó là cái cơ hội, phải không? Vậy tại sao? Thì mình cũng muốn chia sẻ lại cho mọi người ở nhìn đây. Thì các bạn có anh chị thấy là gì? Đó, thì về cơ bản thị trường ta vẫn đang trong một xu hướng tăng. Đó, thì cơ bản các bạn các anh chị thấy là sau một cái quá trình rũ này nó tăng lên rất nhanh. Đó, gần như là cái hình chữ V các bạn thấy không gần như hình chữ V chứ không phải chữ U nữa mà chữ V đúng không thì thị trường gần như là tạo ra một cái đà mất cân bằng rất lớn thì cái vượt đỉnh đó đó có khả năng rất cao là một cái vượt đỉnh đó các anh chị bạn thấy không thì cái cái cơ hội chúng ta phải là có tiền đúng không? chứ còn các bạn mà full margin ở đây thấy vượt đỉnh thì mình nghĩ là rất nhiều nhà đầu tư full margin sử dụng margin và mua rất mạnh đó, thì làm cho cái tâm lý hoảng loạn và xảy ra những cái hiện tượng bán tháo thì khi mà về tài khoản rồi các bạn các anh chị thấy là có những cổ phiếu mà gần như là bị áp lực bán thì có thể là hôm thấy là chưa hôm nay vẫn chưa xảy ra điều đó nhưng mà qua những ngày sau thì như thế nào đó thì vì cơ bản thấy là điều chỉnh tại sao mình nói là điều chỉnh là cơ hội mua thì các bạn sẽ thấy là trong một cái quá trình này nó là một cái phên tăng ờ, cái tăng và nếu điều chỉnh thì các bạn thấy là nó vẫn là một trong những cái vùng hỗ trợ đó những cái vùng hỗ trợ của cái doanh tăng thì cho nên là những cái nhịp chỉnh này đó, mình vẫn đánh giá là một những cái nhịp tích lũy lại trong quá trình tăng thì cái lúc này là cái lúc mà chúng ta nên tham gia vào đó. và một cái quan ngại nhất là mình chỉ sợ nhất là mô hình hai đỉnh thôi bạn thấy là đây mà hai đỉnh nè thì hai đỉnh đây đây thì các bạn có chị thấy là đỉnh này thứ nhất mình có chia sẻ với mọi người đây đỉnh thứ hai thì cái đỉnh này nó phải cần có những cái phá vỡ đi những cái cái đường dưới đây đúng không? Đó, những cái neckline ở đây nè, các bạn thấy là nó mới xác nhận xu hướng cho chúng ta thấy là cái vùng hai đỉnh này. Thì nếu mà hai đỉnh thì mình nghĩ là thị trường của ta cũng sẽ có những cái nhịp rơi khá là sâu. Đó, thì mình nghĩ là hai đỉnh thì bạn thấy là ở đây các bạn đo lên cái đỉnh này thì cái target nó xuống đâu đó mút dưới đây này. Nè. Thì nó có thể là về đâu đó khoảng một vùng 8x đây các bạn. Đây các bạn đo thử ha, mình để là đo thử ha. Đó, nếu mà định ở đây thì nó rơi xuống đây Đó, nó phá vỡ ở đây ha thì các bạn hãy đo cái này đi xuống thì tính từ cái chỗ này Đó, thì nó rơi rơi vào đâu đó khoảng 1080 đó thì nó rơi vào khoảng 0.80 rồi nó mới có thể hồi đó đó là cái lo ngại nhất thôi cho nên là mình nghĩ là với thị trường giai đoạn hiện nay chúng ta cũng cần lưu ý một số điều thôi đó, những cái mà chúng ta cần nguy hiểm về thì nhưng mà cơ bản thị trường chúng ta vẫn là trong xu hướng tăng nha các nhiên bạn đó, ờ, quan trọng là trong xu hướng còn với thị trường mình nghĩ là chúng ta cũng nên cân nhắc mình nghĩ là cũng cần cân nhắc nha rồi và một số nhóm ngành mà mình nghĩ là các bạn chỉ cần lưu ý đó. Còn với thị trường thì chúng ta nghĩ là hiện tại nó vẫn đang lọc cái ho có một cái hỗ trợ 1.200 và thậm chí nó là một cái vùng à, trước đó là 1.190 đó 1, 190, à, 1 cho tới 1.200 thì mình vẫn đánh giá đó là một cái hỗ trợ của thị trường còn với những cái mà sâu hơn thì vẫn có thể thôi mình nghĩ là ở 1.180 hoặc sâu hơn một tí chút xíu vẫn có thể đó, thì chúng ta cần quan sát nha còn mà nó xuyên qua đó mình nghĩ là nó là một cái xu hướng khá là xấu thôi. Rồi, và mình cũng có nói và chia sẻ với mọi người trước đó thì có khả năng thị trường chúng ta sẽ có những cái phản ứng. Mình nghĩ là nó cũng sẽ có những cái phản ứng trước đó ở cái vùng 1200. Ở 1213 cho tới 1215 thì các bạn anh chị chú ý à, chú ý. Chú ý cái chỗ đó. Tại vì ở đây là vẫn là một cái vùng nè. Các bạn thấy là chỗ này nó cũng sẽ là một cái vùng hỗ trợ trước nè, đúng không? Nó trước khi nó vượt qua thì nó tăng lên dễ dàng thì ở đây mình nghĩ là cái nền này nó cũng sẽ là <laughs> vẫn có khả năng là một cái hỗ trợ. Nhưng mà mình đánh giá nó không mạnh lắm, chúng ta thấy mình nghĩ là nó chỉ có phản ứng thôi. Đúng không? Mình nghĩ là có phản ứng thôi. Cũng như là mình nói các bạn các anh chị là uh, chúng ta thấy là thị trường chúng ta là ở 1235 thì bạn thấy là ngàn, uh, sau khi thị trường buổi sáng, buổi chiều nè chỉnh xuống một tí rồi nó cũng hồi lên bạn thấy không? Nó hồi lên ở đâu đây nè. Đó 1240 rồi sau đó nó tiếp tục giảm. Đúng không? Tiếp tục giảm. Thì cho nên là bạn thấy là nó cũng có phản ứng. Đó, phản ứng khá là tốt ở quanh quanh mức 123. 33 hoặc 35 đó, thì như vậy thì những cái hỗ trợ đó mình nghĩ là tương đối là có phản ứng hết đó, chủ yếu là cái những cái hỗ trợ đó nó ngắn quá các bạn đúng không những cái hỗ trợ đó nó ngắn quá nó không đủ cái độ tin cậy thì các bạn thấy là nếu mà các bạn giao dịch về sau này thì <laughs> sau này các bạn mà chị giao dịch về t không thì nó sẽ hiệu quả hơn để chúng ta lướt lướt rồi đúng không còn với những cái phản ứng này mình nghĩ là nó không đủ về t cộng cho các bạn anh chị ok với thị trường việt nam rồi Rồi chúng ta đi qua về uh, những cái nhóm ngành. Thì hôm nay các bạn các anh chị thấy là cái nhóm ngành về bất động sản giảm khá là mạnh nè, đúng không? Đó, thì nó không hồi phục được, bạn thấy là tiếp tục là nó đi xuống nè. Và nó sẽ tìm là cái hỗ trợ dưới đây. Mình nghĩ là về đây nó sẽ có những cái hỗ trợ loanh quanh ở vùng này thì có khả năng thì bất động sản nó sẽ tìm một cái hỗ trợ tiếp tục dưới đây. Đó, thì đó nó mới dừng lại, không? Oh, có với có khả năng dừng lại thì chúng ta là có những cái cổ phiếu như là HDC như mình có chia sẻ mọi người đó, thì HDC ở đây mình mua dưới đây đó, thì à, quanh 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 vùng 33 thôi đó thì các bạn thấy là đây nó có hỗ trợ 32.5 nè thì mình mua quanh quanh 33 đó. thì uh, lên đây mình cũng chốt lời mình có chia sẻ mọi người mình cũng là một phần đó, thì bây giờ nó quay lại thì chúng ta rất là thoải mái đó, và thậm chí các bạn không cần phải mua mới cũng được đó, không cần mua mới cũng được và nếu như cái chị của bạn mua mới thì các bạn cũng chỉ cứ canh ở những cái vùng này ở lanh quanh 34 và 4 5 thì các bạn có chị cover lại được đối với HDC đúng không mình cũng không vội gì cả đó, những cái cổ phiếu như Vinhome đó thì các bạn thấy nè đây bây giờ Vinhome nó cũng về lanh quanh cái hỗ trợ rồi đó đây là các bạn thấy nhìn dài hơi hơn thì nó vẫn là một cái hỗ trợ của Vinhome ở đây thì mình nghĩ là chúng ta cũng có thể là xem xét bắt đầu quan sát ở Vinhome được rồi đó mình nghĩ là quan sát bên hôm được rồi rồi những cái cổ phiếu như là đít đó thì như mình thấy là những cái hỗ trợ này cũng còn khá là sâu đó thì mình nghĩ là buổi sáng thì mình cũng chia sẻ với mọi người cho một cái video đó thì đất xanh cũng vậy đó nó cũng chưa về hỗ trợ gần nhất các bạn mình nghĩ là hỗ trợ này nó có thể là không biết như thế nào mình nghĩ là nó có phản ứng sau sau đó nó cũng suy dưới đây thì mình nghĩ là dưới đây nó sẽ tin cậy hơn những cái vùng dưới đây nó sẽ tin cậy hơn tại vì cái mức độ cái mức độ sát thương của nó còn xa đó. thì cái phản ứng đó thì mình nghĩ là sau một cái quá trình tăng thì nó phải rủ mấy cây thì nó về đây khoảng như thế này thì nó sẽ hiệu quả hơn với những cái điều chỉnh đó thì như với giả sử như các bạn nào chưa có mình nghĩ là ví dụ như giả sử các bạn chị chưa có À, thì chúng ta có thể là mua ở đây đúng không và phân bổ mua thêm ở đây đó à, chứ cũng không phải mua một điểm tại vì ở đây vẫn có phản ứng nè còn các bạn anh chị có dưới đây thì mình nghĩ là để mua thêm thì nên canh à, cái hỗ trợ này sẽ hiệu quả hơn à, đó thì rất là nhiều cổ phiếu về bất động sản mà các bạn anh chị thấy thì cho nên là mình nghĩ là mình cũng chia sẻ cho các bạn anh chị về một số cổ phiếu mà trong cái video trước ngày hôm thứ đây mình có chia sẻ cho các bạn một cái danh mục cuối năm, đó, đây mình mở qua đây cho các bạn anh chị, thấy ha, đây ha, đây, đó thì các bạn cứ tìm về đây ha, mình là chuẩn bị danh mục sẵn sàng chờ đón và tập trung tiền, thì các bạn cứ sệt về ở về cái 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 cái, cái, cái mục này thì các bạn sẽ thấy được là cổ phiếu này cho các bạn anh chị tham gia, à, đây nè, ok rồi đó thì như vậy là cái uh, danh mục này mình nghĩ là các bạn sẽ thấy nè đó. rồi chúng ta quay lại với uh, thị trường đó còn chúng ta thấy là những cái nhóm như ngân hàng thì mình nghĩ là ngân hàng hôm nay cũng có những cái cú rủ nè bạn thấy là cũng về hỗ trợ nè đó thì chúng ta hãy là ngày mai nếu nhịp rủ nữa nó về những cái vùng hỗ trợ nữa thì càng tốt đó thì chúng ta thấy là có những cái cổ phiếu về uh, như Techcombank đó thì mình nghĩ là đây là cái biên lớn để cho các bạn tham gia nè còn uh, nó chỉnh thì mình nghĩ là mai nó có thể chỉnh về đây thì quanh những cái vị trí 36.534 này cũng là một cái vị trí một thứ nhất để tham gia còn nếu nó có rủ sâu hơn thì mình nghĩ là đánh giá nó cũng sẽ rất tốt để cho các bạn anh chị tham gia ok đó là cổ phiếu về Techcombank à, rồi uh, MBB đây các bạn thấy không mình nghĩ là nó cũng sẽ có những cú rũ về đây mình nghĩ là ít nhất là cái biên lanh quanh khoảng 18 cho tới 18.2 này 18.3 này đó. còn sâu hơn nữa thì vẫn có thể đó sâu hơn nữa vẫn có thể cho nên là chúng ta cũng loại trừ những trường hợp mà mình nghĩ là các bạn phân bổ để tiền ta có thể tham gia được những giá tốt đó. mình nghĩ là cũng không vội vàng gì đó. với thị trường này mình nghĩ là cũng không vội vàng gì đó nha đó, rất là nhiều cổ phiếu các bạn tham gia hôm nay mình thấy là MSB tại vì trong room mình vẫn nắm giữ về MFP nè đó, mình cũng kỳ vọng là nó sẽ đi một nhịp nữa về đâu đó khoảng 15.5 16 mình bán đó, nhưng mà nó về đây nó về đâu đó khoảng 15.3 thôi mình bán cũng không kịp đó, cho nên bữa mà tăng lên đó mình bán rồi các bạn à, cũng chưa bán được ha cho nên là mình nghĩ là thôi mình cũng kẹt hàng đó, kẹt một nữa cũng kẹp lại với thị trường chứ cũng không có phải là mình hết về cổ phiếu đâu các bạn nói về thị trường mình nghĩ là rất là nhiều cổ phiếu cho nên là các bạn các anh chị có thể là quan sát tham gia À, như là các bạn muốn canh tham gia thì vi à, các bạn nào thích vi thì mình nghĩ là cũng khá là ok nếu mà có những cái cú rũ mình nghĩ là có những cái cú rủ mà nó thậm chí nó về là lại đâu đó quanh quanh ở cái vùng 20.5 21 mình nghĩ là vi nó rủ rất mạnh như bạn nó vẫn có khả năng về 20 20.5 21 thì lúc đó các bạn tham gia vẫn ok không vấn đề gì cả đúng không rồi đó là ta hai hai cái nhóm ngành mà chủ mang tính chất gọi là hút vốn nhiều đúng không gọi là mang tính chất gọi là cái vốn hóa lớn và hút được dòng tiền rất lớn đối với thị trường và những cái dòng như chứng khoán thì chúng ta là dòng chứng khoán mình nghĩ là hôm nay là một cái phiên gọi là um, tích lũy đỉnh rồi thì mình nghĩ là tích lũy đỉnh thì mình cũng có chia sẻ mọi người thì cái khả năng rất cao là cái dòng chứng khoán nó cũng sẽ có những cái nhịp chỉnh ở à, mình nghĩ là điều chỉnh và rủ thì uh, lúc đó bạn tham gia vào dòng chứng khoán không còn ok đâu thì mình cũng làm trong cái danh mục đó bạn thấy là có ai vin đi đó thì mình nghĩ là về những cái vùng hấp dẫn hơn chứ còn với như thế này mình nghĩ là uh, đang hơi lưng chừng quá còn không nếu nó mạnh thì mình nghĩ là uh, nó sẽ tích lũy tốt hơn còn uh, như thế này thì chúng ta chờ tiếp thôi nha các anh chị vậy <laughs> rồi đó là dòng uh dòng 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 uh, chứng khoán ha mình nghĩ là dòng thép nữa 1757 thì mình nghĩ là chủ yếu là chúng ta tập trung tiền như thế nào thôi đây dòng chứng khoán bạn thấy là nó cũng vẫn điều chỉnh ha mình nghĩ là như là um, hòa phát mình nghĩ là sẽ cần có một cái nhịp rũ nhiều hơn mà đúng không hòa phát mình nghĩ là mình tin là tin là nó có khả năng nó về lại cái vùng này một lần nữa có thể nha Rồi, à, những cái cổ phiếu như hoa sen là mình nghĩ là nó cũng có sẽ có thể nhập một cái nhịp rũ. Đó, à, để chúng ta tham gia, mình nghĩ là chờ thôi, mình nghĩ là nếu mà mua mới thì chờ thôi Chứ, cho nên mình nói các bạn ở đâu cũng còn có cái đó. Chứ cũng không có khả năng nào mà nó tăng hoài được các bạn, đúng không? Nó cũng sẽ có những cái nhịp rũ mà chúng ta chờ đợi để mình khỏi là đua các bạn. Nếu mà đua thì đua đây ta đua ở những cái tín hiệu này các bạn thấy không? Nhiều khi T cộng về cũng không có ăn. À, giống như là đất xanh nè, các bạn thấy không? À, bữa thình, anh thành bán ở đây giảm rất nhiều các bạn các anh chị đua xong mình thấy là có có rất nhiều các anh chị bạn vô gọi là mình đó sợ thị trường rồi mua on in ăn được 10 phần trăm rồi nè <laughs> thì đó thì các bạn thấy không vì những khi mà hàng về T cộng về đó ok các bạn các anh chị thấy vẫn thị trường vẫn cho các bạn các anh chị tham gia gọi là có ăn Còn mình nói có ăn ở đây có nghĩa là giống như là uh, cờ, cờ, bạc bạc đó các bạn đó, chứ còn nếu mình dùng những cái tín hiệu này kia mình cũng không ra đây các bạn đúng không mình nghĩ là thị trường phải chỉnh sâu ờ, thì có những cái cổ phiếu này mình nghĩ là nó tăng nóng như này nó phải chỉnh sâu thì mình nghĩ nó ok tham gia thôi chứ còn những cái vị thế mà không có hiệu quả thì mình sẽ không tham gia đâu các chị bạn và... đó thì cho nên là mình nói là tại sao các bạn các bạn, các bạn anh chị cũng nên tham gia đó, vào những cái khóa học như thế này để cho các bạn các anh chị biết được là ở cái vùng nào là cái vùng mất cân bằng đúng không? thì chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi cũng như là ở những cái vùng nào chúng ta nên tham gia và những cái vùng nào chúng ta nên sợ hãi đó thì chúng ta biết được là khi mà nó mất cân bằng tăng như này chúng ta phải giữ mình đó rồi là gì? đó thị trường càng nóng thì chúng ta càng giữ cái đầu lạnh đó thì khi mà ví dụ như có những cổ phiếu nào hoàn thấy không? bây giờ thị trường rất là nhiều cổ phiếu để cho các bạn tham gia vào giống như hôm nay vì cổ phiếu VMS này thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người buổi sáng cũng như là trên uh, livestream đó và trong room khách hàng mình cũng chia sẻ thôi đó. thì các bạn thấy là mình không có cần FOMO gì đâu chỉ cần là các bạn dự đoán được những cái vùng giảm giá đó thì mình nghĩ là ở những cái vùng 24 cho tới vùng 24.7 này vẫn là cái vùng mua đó thì các bạn thấy không các bạn đặt sẵn chờ sẵn những cái vùng giá hấp dẫn như này thì mình nghĩ là một phía tự dân tới tay thôi cũng không cần đu gì đâu các bạn đâu các bạn cứ đặt lệnh thì sẽ khớp thôi đúng không thì cứ giơ hai tay để sẵn vậy đó các bạn các bạn giơ tay hai tay để sẵn này thì ai đưa cho mình mình lấy không thì thôi Còn mình cái đâu có vội đâu thì không mua được cái này chúng ta mua cái khác đó rồi à, những cái dòng mà như là bất động sản thì mình nghĩ là có nãy mình chưa nói thêm đó là những cái cổ phiếu về dòng bất động sản của công nghiệp đó à, không bất động sản của công nghiệp thì có IDC đó thì mình nghĩ là mình cũng chờ cho, cho chia sẻ mọi người là về đâu đó vùng tầm 45 45 46 thì sẽ bắt đầu nhặt dần nếu các bạn nào hào hứng hơn để nhặt còn mình nghĩ là nếu mà nó về lại ở những cái vùng thấp hơn đó mình nói rồi ở đây là cái cổ phiếu mà mình nghĩ là các bạn các anh chị nên nhớ là nó đạt ở phần rất là cao thì cho nên là có vẫn mình nghĩ là vẫn có khả năng nó về 43 dưới dưới 45 luôn nha các bạn nó vẫn rủ á đây nghĩa là nó vẫn rủ về những cái hỗ trợ nè về 43 luôn vẫn có khả năng nha. cho nên là mình nghĩ là những cái điều chỉnh này sẽ là một cái điều chỉnh rất khốc liệt đó. mình nghĩ là ngắn hạn các bạn mà đua ở đây thì rất khốc liệt cho những cái cổ phiếu này âm rất là nặng các bạn đúng không thì dễ giữ được các bạn mua vượt đỉnh nè thấy vượt đỉnh mua đó. thì nó mà rủ xuống đây thì coi như là các bạn thấy là âm mấy, mấy phần trăm nếu mà zin nữa thì sao mà chịu nổi đúng không còn mình nghĩ là không có mùi xin thì nếu như giả sử các bạn ít thì các bạn có thể là mua thêm mình là như vậy thì nó cũng được được rồi những cái cổ phiếu như là TB đúng không thì như vừa qua kia gì mình có chia sẻ với mọi người thì đấy mình cũng không có mua đủ nhưng bạn thấy không nó cũng vẫn có những cái nhịp rũ thì những cái nhịp rũ này thì chúng ta canh để tham gia mình nghĩ là canh những cái tham gia ở cái vùng 21 à, 21 1.522 thì nó sẽ là vẫn ok đối với cổ phiếu này thì mình nghĩ là đây là cổ phiếu bất động sản của công nghiệp thì vẫn ok cho các anh chị vào rồi thì uh, thị trường cũng khá là nhiều uh, về mình nghĩ là những cái nhóm ngành xây dựng những cái nhóm về công trình CTR đúng không <laughs> đây là những cái nhóm ngành xây dựng xây lắp nè đây đó hai nè các bạn thấy không nó cũng sẽ điều chỉnh mình nghĩ là đây là những cái vùng đỉnh nè thì có khả năng nó phải điều chỉnh và tích lũy thì mình có thấy được những cái cổ phiếu này đó thì mình cũng làm về cuối tuần cho các anh chị bạn nếu như giả sử nếu các bạn chị t cộng ok tại vì đây mình cũng không có những cái gọi là đường đi đường dài nữa rồi tại vì những cái vùng này nó cũng gọi là những cái điểm mà uh, break out đúng không rồi nó điều chỉnh lại thì mình nghĩ là ok đó, thì những cái vùng mà lanh quanh như vùng này ha tầm tầm 75 nói chung là nó mà dưới ở đây là cái hỗ trợ 76.5 thì nó dưới ở cái vùng 76.5 này vẫn là một cái vùng mua đúng không thì trong cái biên đó mình nghĩ là từ cái biên đặt trên một tí 70 76.6 cho tới cái biên dưới 75.5 vẫn là mua cho đây thì cái biên này đó nhúng xuống thì bạn thấy là những cái biên này cái biên mua cho cổ phiếu CTR đúng không hoặc là các bạn thấy là những cái cổ phiếu HU4 nè đó cũng là đầu tư xây dựng mình nghĩ là đây à, nếu những cái nhịp điều chỉnh rủ về những cái vùng hỗ trợ dưới đây thì hoàn toàn có thể tham gia và đặc biệt cổ phiếu này là một cổ phiếu chính ốc cơm đó các bạn thấy không thì khi mà thị trường điều chỉnh thì ta sẽ chọn những cổ phiếu và cũng như là có rất là nhiều u uh, nghĩ và là thị trường có rất là nhiều điểm mua cho các anh chị bạn rồi ok đó là những cái góc nhìn về thấy các bạn thấy là về gì về những cái nhóm ngành chính thì chúng ta sẽ có là những cái nhóm chứng khoán ngân hàng bất động sản đó, uh, xây dựng đó thép đúng không và thậm chí những cái cổ phiếu mà như là uh, về như là là là, là là là, 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 là xi măng các bạn thấy bây giờ nó cũng có những cái điểm mua nếu các bạn canh được thì mình nghĩ là nó cũng sẽ có những cái cú rũ bên nghĩ nó vẫn có những cú rũ về quanh đây đó, thì vẫn là ok khá là nhiều bạn rồi đá đá đúng không đá rất là nhiều mình nghĩ là đá chỉ có DHA là cổ phiếu mà à, gọi là đá hóa an là mình thấy là vượt đỉnh thôi đó mình nghĩ là vượt đỉnh thì mình không có vào được luôn và thậm chí cổ phiếu này mình nghĩ là nó quá ít giao dịch đi cho nên là rất khó rất khó cho các bạn các anh chị ở thì cho nên là những cái cổ phiếu mà như đá thì đá KB này nè đó thì nó rất là hấp dẫn mình nghĩ là về KB điều chỉnh một lần nữa súng lên thành một cái điểm mua À, nó mà chỉnh về đâu đó những cái vùng dưới đây thì mình nghĩ là thậm chí về đâu đó khoảng 29.5 30 này đó, thì vẫn là một cái điểm mua cho về CADB. Thấy B mình nghĩ là đây là cái vùng tích lũy rồi, mình nghĩ là không vội đâu. Cũng không vội mà đâu. Rồi, đó là những cái góc nhìn về thị trường để cho các bạn và anh chị thấy được thị trường của chúng ta điều chỉnh nó mới hấp dẫn. Nó mới rất nhiều điểm đó, chứ còn các bạn và anh chị mua đủ trong những cái vùng cận đỉnh thì mình nghĩ là nó rất là khó. Không, ừ, rất là khó cho các anh chị và bạn, mình nghĩ là mình chia sẻ cho bạn để mang tính chất là hiệu quả cho mọi người chứ không phải là mua để rồi chúng ta lại rất là khó đúng không rất là khó như thế này rồi <laughs> ok thì như vậy thị trường thì mình nghĩ là chúng ta cũng vẫn là trong nếu như giả sử nó vẫn điều chỉnh thì mình nghĩ là nó vẫn là trong xu hướng à, mình nghĩ là trong nó có phản ứng nó có thể là có phản ứng tốt cái vùng 1200 1200 1200 1190 mình nghĩ là nó có những cái cú rũ uh, rất mạnh rồi nó sẽ hồi rồi thì đó là mình nghĩ là thị trường vẫn có thể xảy ra đúng không tại vì thị trường bữa giờ tăng quá trời tăng các bạn <laughs> nên là uh, về mặt ngắn hạn thì có rất là nhiều người lợi lãi đúng không rất là nhiều người lãi thì cho nên là uh, và cũng như là mình nói là khả năng đỉnh rất là cao các bạn nhớ mình nói gì không đỉnh rất là cao là gì uh, mở tài khoản rất nhiều tỷ lệ xin và wow. cộng thêm những cái media như là rút rút tiết kiệm <laughs> đẩy thị trường như vậy là đó là những cái biểu hiện về đỉnh ngắn hạn đúng không Thường thường mình thấy là trong chứng khoán nó rất là đặc biệt như vậy đó. Thì cho nên là lúc mà mọi người hưng phấn hết và ai cũng thấy rõ hết. Thì mình nghĩ là nên cẩn thận. À, nên cẩn thận và đừng có sự riêng à, với thị trường này được sử dụng một riêng nha các anh chị bạn. Và mình cũng chúc mọi người một buổi chiều à, thật là bình tĩnh. Mình nghĩ là thị trường nó vẫn nằm đó. và chủ yếu là chúng ta bình tĩnh để chúng ta tham gia tốt với thị trường mà đừng có hoảng loạn các bạn tại vì hoảng loạn là cái lúc mà chúng ta mang tâm lý những cái hành động nó dễ sai nhất cho nên là mình nghĩ là bình tĩnh và đặc biệt nếu như giả sử mình nghĩ là các bạn anh chị margin thì ok chúng ta chỉ hạ margin thôi tại vì thị trường vẫn là trong một xu tăng và mình nghĩ là thị trường vẫn còn tốt và vẫn còn hấp dẫn trong những thời gian tới đó mình chỉ các bạn và các anh chị thấy là còn với thị trường này thì mình chỉ lo một cái về ở đây bạn thấy là nó cũng có thể là rất là dễ phân kỳ à, phân kỳ đây nè <laughs> ok à, phân kỳ trong tuần là mình nghĩ là nó rất là ác liệt nha các anh chị bạn cực kỳ ác cứa cho các bạn là khác <laughs> luôn cho nên là mình nghĩ là với đoạn này thì nếu mà mua bằng tiền mặt thôi đừng đừng mời xin ha à, giai đoạn này giai đoạn khó cho nên mình nói là giai đoạn mà khi đã dễ rồi đó, thì chúng ta phải biết dừng cái lòng tham lại và giữ mình đúng không giữ mình nha cái gì bạn có nghĩa là giữ cái đầu lạnh đúng không lạnh tí à, ít tí nhưng mà an toàn và cũng như là chúng ta thấy là xu hướng thị trường vẫn còn rất lớn à, chỉ cần qua những giai đoạn khó này thôi chúng ta thấy là thị trường lại trở lại bùng nổ và nó sẽ có cơ hội nhiều hơn và lúc đó các bạn sử dụng từ mờ ở lúc tích lũy bức nền thì lúc đó nó sẽ hiệu quả hơn cho các chị bạn ok và tùy thuộc vào cổ phiếu để chúng ta À, giao dịch và mình nghĩ là các bạn à, giao dịch trong giai đoạn này đừng bao giờ căng với cái tài khoản hết nhé. Rồi, chúc mọi người buổi chiều thật là vui vẻ và chúng ta cũng có thể bình tĩnh để giao dịch qua những ngày kế tiếp và cùng tồn tại trong thị trường và kiếm được lợi nhuận tốt nhất. Đó, các bạn mà đồng hành với mình thì có thể là ủng hộ mình một cái tài khoản ở phía trên. Đó, tại uh, SI với cái ID 1791 và cũng như là các bạn có thể mã quét mã QR yeah, để chúng ta có thể mở ha. Và mình nghĩ là các bạn các anh chị cũng có thể là th trong thời gian tới với thị trường khó khăn như này mình nghĩ là cũng nên trang bị cho các bạn anh chị một cái kiến thức chung để chúng ta có thể là giao dịch lâu dài đó mình nghĩ là về giao dịch chứng khoán thì chúng ta không ngắn được nó cần lâu dài và chúng ta biết cách để chúng ta giữ tiền trong những cái đoạn thị trường khó đó chứ đừng thấy thị trường dễ quá chúng ta lại một cái hành động nữa rút tiết kiệm ra giao dịch nhiều hơn <laughs> rồi cảm ơn các anh chị và bạn rất nhiều nha bye bye và hẹn gặp lại mọi người